Hello, hello, xin chào buổi sáng cả nhà. Trời ơi, Thanh Mai đang đi đâu đây? Sáng nay á, là Thanh Mai đang từ nhà Thanh Mai di chuyển từ khu vực quận 2 đi qua quận 1 các bạn. Các bạn biết sao không? Là sáng nay á, là Thanh Mai họp ban chấp hành của Chi hội hướng dẫn viên du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì Thanh Mai là ủy viên ban chấp hành mà. Thanh Mai làm nhiều việc lắm các bạn. Bây giờ nhiều khi mọi người hỏi là Thanh Mai làm gì, Thanh Mai nói không biết Thanh Mai làm gì luôn các bạn. Tại vì Thanh Mai làm đủ thứ á, công việc gì Thanh Mai cũng làm hết á, miễn là nó là công việc gọi là hợp pháp, kiếm được tiền, không ảnh hưởng đến mọi người và tạo ra giá trị cộng đồng, tạo ra giá trị cho xã hội và mọi người xung quanh mình. Thanh Mai làm về du lịch quốc tế nè. Tức là tất cả các du lịch, khách du lịch quốc tế qua Việt Nam á, thì sẽ tham quan Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho hoặc là nói chung là khắp Việt Nam luôn. Rồi Thanh Mai chạy xe hơi, thế nên là Thanh Mai phải vừa chạy vừa nhìn đường. Cái xong rồi các bạn biết sao không? Rồi Thanh Mai cũng làm giảng viên đại học. Đó nha, thì ngày mai, tối mai thì Thanh Mai làm MC cho một cái sự kiện sinh viên hội nhập quốc tế với lại bên trường đại học Hutech á, thì trường đại học Hutech mời Thanh Mai ha sẽ làm MC và làm người speaker luôn ha, cho cái sự kiện đó luôn. Rồi Thanh Mai có làm thông dịch viên. Thanh Mai nói chung có làm kinh doanh nữa đó các bạn. Thanh Mai có thuê nhà rồi thuê phòng trọ và cho thuê căn hộ này nọ đó các bạn ha. Thanh Mai nhiều làm nhiều việc lắm. Và các bạn, Thanh Mai rất là thích đầu tư làm ăn kiếm tiền, nhưng mà ở cái độ tuổi này nè các bạn, đầu tư cái gì Thanh Mai cũng sẽ suy nghĩ, chứ không phải là đầu tư đại trà hoặc là đầu tư một cách không có tính hợp lý các bạn. Bởi vì thực sự bây giờ đó, cuộc sống bây giờ đó ha, nền kinh tế nó đang bị khủng hoảng và đang rất là khó khăn. Có thể vài năm nay và vài năm nữa đó các bạn, kinh tế vẫn khó khăn chứ không phải là đã ổn định đâu các bạn. Tại vì các bạn thấy không, tình hình là thế giới ha đang rất là dạng như là, Thanh Mai không muốn nói nhiều đến cái vấn đề, nhiều khi là tại vì các bạn biết sao không, nhiều khi Facebook á, TikTok á chặn Thanh Mai, block Thanh Mai các bạn. Các bạn thấy không, tình hình các nước bất ổn ha, cho nên là dẫn đến là làm ngành du lịch và rất là kéo theo hệ quả rất là nhiều những cái lĩnh vực xuất nhập khẩu này nó cũng bị ảnh hưởng đó. Thì Thanh Mai quên không có lau cái camera nên là cái camera nó không được rõ lắm. Nhưng mà về căn bản á thì chúng ta làm gì đầu tư trong những năm sắp tới, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chúng ta nên dạng như là dùng chất xám của chúng ta ha, có thể là làm, tức là chúng ta có thể làm cho người ta sử dụng chất xám của chúng ta. Còn cái việc mà đầu tư á, thì chúng ta phải cân nhắc thật kỹ và các bạn phải học. Tại vì thật ra người ta nói là có rất là nhiều người nói là thất bại đó thì chúng ta là mẹ của thành công, có nghĩa là chúng ta sẽ rút được nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà thực ra là chúng ta không còn nhiều tuổi trẻ, chúng ta cũng không có nhiều tiền bạc để chúng ta có rút kinh nghiệm hoài. Người ta chỉ thất bại khi, các bạn biết sao không, người ta không có đủ những cái kiến thức, người ta không nghiên cứu rất là kỹ về những cái lĩnh vực đó. Còn nếu như mà trường hợp á, khi mà các bạn đầu tư nghiên cứu kỹ và chúng ta biết được là điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì, thì chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ tránh rủi ro. Thanh Mai hay khuyên sinh viên của Thanh Mai đó là không, chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta thất bại hoài đâu các bạn. Nếu lỡ có thất bại thì chỉ cũng cho phép một lần thôi, không thể nào mà cho phép thất bại hoài, các bạn hiểu không? Chúng ta làm gì có thời gian, chúng ta làm gì có tiền bạc công sức mà chúng ta có thất bại hoài, đúng không các bạn? Thế nên là khi mà Thanh Mai dạy học cho sinh viên của Thanh Mai á, thì Thanh Mai luôn luôn nói với các em sinh viên là các bạn muốn đầu tư làm cái gì, các bạn phải nghiên cứu cho kỹ đó, nghiên cứu thật là kỹ ha, để tránh rủi ro. Không ai làm đảm bảo rằng là chúng ta có thể thành công, đúng không các bạn? Nhưng mà chúng ta có thể tránh được những cái rủi ro không ngoài mong muốn đó các bạn ha. Thế nên là tốt nhất là chúng ta phải cân nhắc là tình hình của kinh tế của thế giới, của quốc gia mình đang như thế nào. Đó là chúng ta đầu tư làm ăn, hoặc chúng ta lên một cái kế hoạch thì chúng ta cần phải kỹ càng. Đó, thì bây giờ sáng nay thì Thanh Mai đi ra quận 1 các bạn. Buổi sáng giờ này nó cực xe lắm, tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn ha. Và các bạn buổi sáng cũng rất là kẹt xe. Nếu mà thí dụ như mà Thanh Mai đi tầm 6 giờ sáng á thì nó rất kẹt hơn, nhưng mà tại giờ Thanh Mai đi vào thời điểm 7 giờ sáng, cho nên là hơi kẹt xe.
Tại vì sáng mai Thanh Mai dậy, Thanh Mai cũng cố gắng tập thể dục một chút nữa. Các bạn biết không? Thật ra chúng ta dù có làm việc chăm chỉ bao nhiêu, hoặc là chúng ta có giàu cỡ nào, nhưng mà sức khỏe các bạn không có thì thật ra là chẳng có cái gì cả các bạn. Cho nên là đối với Thanh Mai quan điểm là cho dù Thanh Mai có làm việc rất là nhiều, Thanh Mai học hành rất là nhiều, nhưng mà cái điều Thanh Mai đặt ra và ưu tiên hàng đầu đó chính là sức khỏe. Không có một cái vị thuốc thần tiên nào, không có một cái món ăn nào mà nó tốt hơn là cái việc chúng ta tập thể dục đó. Tập thể dục của các bạn nó duy trì cho các bạn nè, tinh thần minh mẫn nè các bạn ha, rồi hả, da của các bạn cũng rất là đẹp. Da của các bạn cũng rất là đẹp ha các bạn, da của các bạn đẹp. Khi mà các bạn khỏe đó, cái tinh thần của bạn rất là thoải mái, nói chung là làm gì cũng hiệu quả hết. Còn khi mà các bạn bệnh đó các bạn, khi bạn không khỏe các bạn sẽ không làm được cái gì hết. Ở đây trong quá trình Thanh Mai chạy á, Thanh Mai bỏ cái cây quay á, nó nằm ở đây nè các bạn. Sau đó chạy bập, nhiều khi đường xá nó gồ ghề và Thanh Mai chạy cũng nhanh nữa, nên là cái camera nó bị cụp xuống các bạn, đôi khi Thanh Mai cần phải chỉnh lại cái camera đó. Phải chạy một chút xíu là cái camera nó bị cụp xuống và cái điện thoại của Thanh Mai nó nặng. Cái điện thoại của Thanh Mai nó nặng chứ nó không có phải là nhẹ ha. Thanh Mai không hiểu sao càng ngày á, điện thoại càng cải thiện ha. Nó nặng ơi là nặng luôn á các bạn, mặc dù là, nhưng mà thực ra Thanh Mai á, chọn cái điện thoại to á, iPhone á, to một chút có gì mình đỡ hại mắt của mình ha. Sáng nay bầu trời trong xanh đó các bạn ha. Thanh Mai đang đi qua khu vực hầm Thủ Thiêm nữa các bạn. Thanh Mai đang chuẩn bị chạy trong khu vực hầm Thủ Thiêm đó các bạn ha. Sáng nay Thanh Mai học ban chấp hành á. Các bạn biết không, tất cả những anh chị trong ban chấp hành của Thanh Mai đều là những người rất là giỏi trong lĩnh vực du lịch cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn ha. Đó, tại vì các anh chị là đều là những cái người lãnh đạo trong những cái công ty du lịch lớn tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái trường đại học ha. Đó, khi mà các bạn sống ở một thành phố lớn các bạn thì trừ khi là các bạn là một người dạng như là an phận thôi, còn nếu không á, Thanh Mai đi vô cái hầm Thủ Thiêm các bạn, nó cứ tại vì nó để tránh chân trượt các bạn, nên nó làm bụp làm cái việc khi mà mình chạy xe thì nó có cái tiếng âm thanh bụp. Còn Thanh Mai hiện tại đang chạy trong hầm Thủ Thiêm này các bạn ha. Cái hầm Thủ Thiêm này nó dưới sông Sài Gòn các bạn. Thế nên là Thanh Mai, các bạn thấy cái video của Thanh Mai không? Nó nhìn mắc cười. Tại vì Thanh Mai đang ở trong hầm đó các bạn ha. Thanh Mai đang trong hầm. Thanh Mai nói gì Thanh Mai quên rồi. Nhưng mà thôi kệ, tùy theo cái nguồn cảm xúc đi các bạn ha. Nói đến đâu thì nghe đến đó. Và Thanh Mai cũng rất là cảm ơn tất cả những cái bạn mà bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Thanh Mai các bạn. Thanh Mai mắc cười lắm các bạn, Thanh Mai cảm thấy mắc cười lắm các bạn. Thanh Mai quay video về du lịch này nó hay á, mà dễ thương lắm các bạn. Không bạn nào xem hết trơn á, thật ra là không phải là mọi người không biết để xem, mà tại vì thật ra là Thanh Mai chưa đủ nổi tiếng, và thật ra Thanh Mai cũng không có đầu tư. Tại vì Thanh Mai đăng cái gì lên á, bên TikTok cũng hỏi Thanh Mai là có bỏ tiền để chạy quảng cáo hay không. Trời ơi, Thanh Mai quay cho vui thôi mà. Thanh Mai đâu có tính là Thanh Mai sẽ kiếm tiền từ mạng xã hội đâu. Đó, thế nên là Thanh Mai không có đầu tư để mà làm cho cái kênh của mình nổi tiếng lên. Với lại là khi Thanh Mai mới chơi, Thanh Mai không có kinh nghiệm á, Thanh Mai phạm một số luật của nó, chẳng hạn như là Thanh Mai dùng cái nhạc cấm của họ ha, nó vi phạm bản quyền gì đó, cho nên là nó hạn chế Thanh Mai ha. Hẹn gặp lại các bạn. Hello mọi người nhớ bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Thanh Mai nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Rất là yêu quý các bạn và rất là trân trọng những cái tình yêu mà các bạn dành cho Thanh Mai. Chúc các bạn một ngày tốt lành, và bây giờ Thanh Mai phải làm việc đó các bạn.